Không biết mọi người có cảm giác như thế nào đối với cái chết? Từ xa xưa, con người đã không ngừng suy nghĩ về việc số của con người sau khi chết sẽ là một trạng thái như thế nào. Có người cho rằng chết có nghĩa là sự kết thúc của tất cả. Nhưng cũng có người cho rằng chết không phải là hết. Chết là cơ thể xác thịt của chúng ta, còn linh hồn vẫn tồn tại. Những người tin rằng linh hồn bất diệt thậm chí còn đưa ra bằng chứng, cho rằng trải nghiệm cận tử chính là chứng cứ về sự tồn tại của linh hồn. Joe là một công nhân, một lần trong quá trình xây dựng, vô tình bị một vật rơi trúng người. Lúc đó, tim của anh ấy đã ngừng đập. May mà sau khi cấp cứu thì đã bình phục lại. Căn cứ theo cách nói của Joe, sau khi bất tỉnh, anh ấy đã nhìn thấy cảnh tượng mình đang được cấp cứu. Hơn nữa, còn quan sát từ góc độ người thứ ba. Cứ giống như lúc này, anh ấy đã hồn lìa khỏi xác rồi. Không chỉ vậy, anh ấy thậm chí còn nhìn thấy một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Và đây cũng là điểm thần kỳ nhất. Căn cứ theo cách nói của ông Raymond Moody, bác sĩ chuyên nghiên cứu về trải nghiệm cận tử, ông phát hiện có rất nhiều trường hợp trải nghiệm cận tử đều có nhắc đến. Lúc đang trong trải nghiệm cận tử, họ đều đã nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt. Những người này đến từ các ngành nghề, độ tuổi, tín ngưỡng khác nhau. Có trường hợp thậm chí còn không có cả tín ngưỡng, nhưng họ đều nhắc đến ánh sáng thần bí đó. Lúc đó, tôi cứ liên tục nghĩ về việc ánh sáng đó rốt cuộc là thứ gì? Là thượng đế sao? Nhưng mà có những người trải nghiệm cận tử về căn bản là không tin thượng đế. Tại sao họ cũng nhìn thấy tia sáng đó? Và rồi mới đây thôi, tôi đã phát hiện ra một cuốn sách cổ có từ hơn 1.200 năm trước, Tây Tạng Độ Vong Kinh, hay còn gọi là Trung Âm Đắc Độ Pháp. Tương truyền rằng, cuốn sách này được viết bởi Đại sư Liên Hoa Sinh, Tạng truyền Phật giáo. Năm xưa, ông đã đưa Phật giáo từ Ấn Độ sang Tây Tạng để cho những người sống có thể được học Phật Pháp. Nhưng lại có rất ít người biết, Đại sư Liên Hoa Sinh cũng từng viết một bộ kinh điển. Cuốn sách này không chỉ dành cho người sống đọc, mà còn là một cuốn sách hướng dẫn các vong linh. Trong cuốn sách này có giới thiệu chi tiết mọi sự việc mà một người sau khi chết sẽ trải qua trong 7749 ngày. Hóa ra, chết không phải là hết. Và nội dung mà cuốn sách này ghi lại chính là diện mạo chân thực nhất về thế giới sau khi chết. Hôm nay, chúng ta hãy cùng vẽ màn bí ẩn về cái chết. Cùng đi xem 49 ngày sau khi chết, rốt cuộc sẽ trải qua điều gì. Căn cứ theo cách nói trong Tây Tạng Độ Vong Kinh, khi một người đang cận kề với cái chết thì vẫn có ý thức. Lúc này, người đó không những có thể nghe thấy, thậm chí còn nhìn thấy mọi thứ. Trên thực tế, căn cứ theo cách nói của Phật giáo, cho dù là tim đã ngừng đập rồi, ý thức vẫn luôn tồn tại sau khi thân thể được hỏa táng. Và ý thức này lâu nhất có thể tồn tại đến 7749 ngày. Và sở dĩ chúng ta có thể biết được những thứ này, tất cả đều có liên quan đến một tiên tri cổ xưa. Tương truyền rằng, tại khu vực linh thiêng nơi Tây Tạng này, chỗ nào cũng có khả năng chôn cất những pháp khí quan trọng của Phật giáo, kinh điển quý báu. Trong quãng thời gian hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm qua, chúng vẫn luôn yên lặng chờ đợi, đợi thời cơ chín muồi. Đến thời khắc mà con người cần đến chúng, tự nhiên sẽ có người cảm ứng được sự tồn tại của những bảo vật này và đào chúng ra. Và đây chính là thơ ma rất nổi tiếng. Năm 1347, một căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nhất lịch sử loài người bùng phát đột ngột. Theo được biết, thì lúc đó cái chết đen đã khiến cho ít nhất 75 triệu đến 200 triệu người thiệt mạng. Trong đó, lục địa Âu có số người chết cao nhất. Tuy nhiên, cứ giống như đã biết trước cái chết đen sẽ xuất hiện từ lâu. Năm 1342, một người Tây Tạng mới chỉ 15 tuổi, Kamagalingpa đột nhiên nhận được cảm ứng, phát hiện ra nhiều cuốn kinh điển quan trọng từ 500 năm trước trong hang động núi Gampodder, trong đó bao gồm Trung Âm Đắc Độ Pháp. Nghe nói việc phát hiện ra kinh điển này lúc bấy giờ đã khiến cho rất nhiều cao tăng Tây Tạng ngạc nhiên và mừng rỡ. Bởi vì tác giả cuốn kinh điển này không phải một người bình thường, mà là người được gọi là Đức Phật thứ hai, Đại sư Liên Hoa Sinh. Trên thực tế, sở dĩ hiện nay có tạng truyền Phật giáo thì công lao đều thuộc về người này. Nghe nói khi Phật Thích Ca còn sống đã từng tiên tri rằng 112 năm sau khi mình niết bàn sẽ có một người tên là Liên Hoa Sinh xuất hiện. Quả nhiên, ngay sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni qua đời, Đại sư Liên Hoa Sinh đúng là đã xuất hiện. Nghe nói ông sinh ra giữa bông hoa sen, sau đó được quốc vương Ấn Độ nhận làm con nuôi. Vốn dĩ ông có thể sống cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, nhưng đến cuối cùng, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý, một lòng hướng Phật, thậm chí còn đem Phật pháp truyền nhập vào Tây Tạng, đồng thời viết cuốn Trung Ấm Đắc Độ Pháp, chính thức giới thiệu với người đời diện mạo thế giới sau khi chết. Tuy nhiên, dù cho cuốn sách này đã được đào lên từ năm 1342, nhưng do môi trường khép kín của Tây Tạng nên mãi vẫn không được nhiều người biết đến. Mãi cho đến năm 1927, một người nước ngoài có tên Walter Ewling Evans-Quen với sự giúp đỡ của các Lạt Ma Tây Tạng đã thành công phiên dịch cuốn sách sang tiếng Anh, đặt tên là Tây Tạng Độ Vong Kinh, xuất bản tại châu Âu. Ngay sau đó đã gây chấn động châu Âu và rồi sau đó mới nổ ngược về Trung Quốc. Nghe nói rằng lúc đó, sau khi xem xong cuốn sách, Ca Giang đã vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước đó thì ông không cho rằng con người sau khi chết thì mọi thứ đều sẽ biến mất.
mà cuốn sách này không chỉ chứng thực suy nghĩ của ông, thậm chí còn trình bày hoàn chỉnh về thế giới sau khi chết. Hóa ra, thế giới sau khi chết thực sự tồn tại, chỉ là nó tồn tại trong không gian quá độ mà người sống chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Trong quan điểm của Phật giáo, con người sau khi chết vốn không phải sẽ trực tiếp lên thiên đàng hay vào địa ngục, mà sẽ dừng lại trong một thời không vô cùng thần bí. Và thời không này chính là trung ấm. Đây cũng là nguồn gốc tựa đề của cuốn Trung ấm Đắc Độ Pháp. Nhưng từ trung ấm này vốn không phải chỉ ý nghĩa là chết. Trong tiếng Tây Tạng, trung ấm còn được gọi là ba đâu. Ba có nghĩa là ở giữa cái gì đó. Đâu là lơ lửng. Vì thế nghĩa của ba đâu là một loại trạng thái quá độ ở giữa một cái gì đó. Ví dụ, khu vực ở giữa hai tòa nhà chính là trung ấm. Khoảng thời gian giữa ngày và đêm cũng là trung ấm. Ngay cả đến khu vực chuyển tiếp giữa các vũ trụ song song cũng có được gọi là trung ấm. Và trong quan điểm của Phật giáo, cả một đời của con người sẽ trải qua 6 loại trạng thái trung ấm. Lần lượt là trung ấm trong mộng, sinh xứ trung ấm, thiền định trung ấm, lâm trung trung ấm, pháp tính trung ấm, đầu thai trung ấm. 3 loại trung ấm đầu thì con người sẽ trải qua khi còn sống, còn 3 loại sau là sau khi chết. Và cá nhân tôi cho rằng khi một người ở trạng thái trung ấm thì con người sẽ ở giữa thanh tỉnh và không thanh tỉnh. Lúc này có một số người sẽ trải nghiệm được linh hồn xuất khiếu, người chết báo mộng, thậm chí là có giấc mộng tiên tri. Thiền định trung ấm là chỉ trạng thái con người khi trong đà tọa, thiền định. Một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Thích Ca Mâu Ni hay Lão Tử đều là trong thiền định mà ngộ được tất cả. Từ đó có thể thấy, trung ấm đúng là một trạng thái cực kỳ đặc biệt. Trong trạng thái này, ý thức của con người không phải ở trong thời không ba chiều, cho nên những sự vật mà họ tiếp xúc tất nhiên cũng có khác. Đương nhiên cũng bao gồm trạng thái của con người sau khi chết. Đây là một thời khắc vô cùng đặc biệt. Lúc này thì nhịp đập tim của người chết vừa mới dừng lại. Họ vẫn còn nhớ tên của mình, công việc của mình và tất cả người thân bạn bè, nhưng lại quên mất là mình đã chết. Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lọi đã xuất hiện. Do ánh sáng quá chói mắt mà đại đa số người đều theo bản năng mà rời khỏi ánh sáng đó. Nhưng ngờ đâu rằng đây lại là một khởi đầu sai lầm. Bởi vì ngay sau khi quay đầu lại, từng con quái vật mặt mày nghiêm nghị lần lượt lao tới. Họ không ngừng chạy, và rồi không biết bao lâu sau đó, họ phát hiện mình đã thoát khỏi quái vật thành công, trở về với thế giới quen thuộc. Do lúc này đây, ý thức của người đã mất rất mơ hồ, cho nên họ sẽ cho rằng quái vật lúc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, và rồi họ sẽ tiếp tục sống cuộc sống vốn có. Cho đến 3 ngày rưỡi sau, họ dần dần ý thức được rằng thế giới này đây có gì đó hơi lạ. Mấy ngày nay, họ vẫn cứ giống như mọi khi đến lục tủ lạnh, gọi đồ ăn. Nhưng những đồ ăn này lại chưa từng vào miệng họ thật sự. Họ cũng từng nói chuyện với người khác, nhưng lại không để ý rằng những người đó chưa từng đáp lại. Trên thực tế thì đến thời khắc 3 ngày rưỡi sau, họ mới đột nhiên phát hiện rằng mấy ngày nay mình chưa từng thật sự nói chuyện với ai cả, mà nguyên nhân thì lại là họ đã chết rồi. Lúc này người đã biết được sự thật, cảm thấy sụp đổ, đồng thời bắt đầu mở ra hành trình đầu thai của mình. Căn cứ theo cách nói của Phật giáo, hành trình đầu thai dài nhất sẽ trải qua 7 cái 7 ngày, tổng cộng 49 ngày. Nhưng đừng nghĩ rằng đó sẽ là một khoảnh khắc ấm lòng. Trên thực tế thì ở thế giới sau khi chết, người mất còn phải trải qua rất nhiều sự việc. Và kết cục thì chỉ có 3 loại khả năng. Lần lượt là vãng sinh đến thế giới cực lạc, tiếp tục vào lục đạo luân hồi và biến thành cô hồn giã quỷ. Bạn có nhớ nguồn sáng bí ẩn mà rất nhiều người trải nghiệm cận tử vẫn miêu tả không? Hóa ra căn cứ theo cách nói của Phật giáo, ánh sáng mà con người nhìn thấy ở thời khắc mà tim ngừng đập đó lại là trạng thái ban đầu của sinh mệnh. Nó sẽ xuất hiện ngay sau khi con người chết đi. Lúc này thì người chết có 2 lựa chọn: bước vào ánh sáng hoặc quay lưng rời khỏi ánh sáng chói lóa. Nếu là người lúc còn sống có tu luyện thì lúc này đây họ có thể phân biệt ra được ánh sáng này là bản chất của sinh mệnh, đồng thời bước vào ánh sáng đó mà không chút do dự. Và rồi họ sẽ phát hiện bên dưới ánh sáng mạnh mẽ đó là bóng dáng của Đức Phật, họ tượng trưng cho cội nguồn của sự sống. Một khi bước vào sẽ lên thẳng thế giới Tây Phương Cực Lạc, từ đó không còn phải vào lục đạo luân hồi nữa, tự nhiên cũng sẽ không phải nếm trải mọi thống khổ tại nhân gian nữa. Nhưng do lúc mà ánh sáng này xuất hiện, đại đa số người đều không biết mình đã chết rồi, vì thế mà họ sẽ quay lưng rời đi theo bản năng, và không lâu sau đó lại nhìn thấy một ánh sáng khác. Ánh sáng này không giống với ánh sáng mạnh mẽ phía trước đó, nó tối và dịu hơn. Lúc này thì người chết vẫn có 2 lựa chọn: bước vào hoặc không bước vào. Nếu như lựa chọn bước vào thì sẽ tiến thẳng vào một đạo nào đó trong lục đạo luân hồi. Mà đây là một việc vô cùng khủng khiếp, bởi vì bạn không phải dựa vào vận may mà rơi vào một đạo nào đó đâu, mà quyết định là ở việc ánh sáng xuất hiện lúc đó là đại diện cho đường luân hồi nào. Căn cứ theo trung ấm đắc độ pháp, ánh sáng mờ dịu tổng có 6 loại màu sắc. Chúng lần lượt là ánh sáng xanh lục,
đại diện cho Atula đạo, ánh sáng trắng đại diện cho thiên đạo, ánh sáng vàng của nhân đạo, ánh sáng đỏ ngạ quỷ đạo, ánh sáng đen địa ngục đạo và ánh sáng xanh lam súc sinh đạo. Điều đáng chú ý là 6 loại ánh sáng này sẽ không xuất hiện cùng lúc mà là mỗi lần xuất hiện một loại. Ví dụ, ngày đầu tiên xuất hiện chính là ánh sáng trắng tượng trưng cho thiên đạo. Lúc này nếu mà bước vào thì có thể sẽ chuyển sinh thẳng đến thiên đạo. Xem đến đây có thể sẽ có bạn nghĩ, vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ phải đi đến ánh sáng chói lọi đầu tiên. Dù có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải nắm bắt lấy thời điểm mà ánh sáng trắng xuất hiện, tiến vào ngay lập tức. Dù thế nào đi nữa thì đừng có bước vào ánh sáng đỏ, đen, lam là được. Nghĩ như vậy đúng là rất thông minh, nhưng căn cứ theo kinh sách, khi một người đang trong trạng thái linh hồn sẽ không có những suy nghĩ lý trí này. Ở trong trạng thái này, linh hồn sẽ dựa trên sự tu tập tích lũy được mà lựa chọn sở thích của mình. Nếu thường xuyên làm việc xấu thì tự nhiên sẽ không muốn bước vào ánh sáng trắng mà sẽ chạy vội vào ánh sáng đen. Cho nên, nước đến chân mới nhảy là không được đâu. Chúng ta tiếp tục trở về ngày đầu tiên. Do giai đoạn ngày đầu tiên này, mối liên hệ giữa thần thức và cơ thể của người chết vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn. Vì thế, họ vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của mình. Điều này đã càng khiến cho họ nghĩ rằng mình vẫn đang sống. Do đó, họ sẽ tiếp tục làm những việc bình thường vẫn làm. Cho đến 3 ngày rưỡi sau, thần thức của đa số người bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Lúc này thì cuối cùng họ mới ý thức được rằng mình đã chết rồi. Lúc đó họ sẽ rất bàng hoàng, có người thì sẽ thấy sợ hãi, có người thì khóc lóc thảm thiết, có người thậm chí còn tức giận. Trong những trường hợp này, người chết sẽ tiếp tục phớt lờ ánh sáng mạnh xuất hiện vào ngày thứ 2 và cả ánh sáng yếu có thể đầu thai chuyển sinh, mà theo bản năng đi tìm người thân và bạn bè lúc còn sống để nói chuyện. Và giờ đúng tại thời điểm có suy nghĩ này, người chết sẽ phát hiện họ đã lại dịch chuyển tức thời đến trước người thân bạn bè. Hóa ra khi ở giai đoạn này, con người sẽ mở ra 5 loại năng lực thần thông, lần lượt là thần túc thông. Năng lực này có thể khiến cho người chết tự do du hành xuyên thời không. Họ có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ nơi nào, nhìn thấy người, việc, vật mà mình muốn thấy. Thậm chí còn có thể xuyên về thời gian về quá khứ, nhìn thấy mình lúc vừa mới chào đời, thậm chí là bố mẹ lúc đang hẹn hò. Đương nhiên cũng có thể đi đến tương lai, xem thế giới tương lai sẽ như thế nào. Ở Nhật Bản từng xuất hiện một người tên Tetsuro Kokuchi. Trong quá trình trải nghiệm cận tử, ông ấy không chỉ trở về quá khứ, nhìn thấy nguồn gốc của sự sống trong vũ trụ, thậm chí còn khắc tên mình lên cột của một ngôi đền. Và giờ thật thần kỳ là sau khi sống lại, ông ấy đúng là đã tìm thấy tên của mình trong ngôi đền đó. Không chỉ có thần thúc thông đã được xác minh, căn cứ theo cách nói của ông Tsuruhiko Kyuchi, lúc đó ông còn được mở ra thiên nhĩ thông, có thể nghe thấy âm thanh từ xa. Thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy sự vật ở đằng xa. Tha tâm thông, có thể biết được suy nghĩ trong lòng của bất cứ ai. Túc mệnh thông, nhìn thấy mình của kiếp trước. Và ngay sau khi được mở ra thần thông, người chết bắt đầu đi khắp nơi xem. Cho đến sau ngày thứ 7, người chết sẽ muốn về nhà, nhìn những người thân nhất với mình. Và đây chính là 7 ngày đầu. Ở các nơi khác nhau sẽ có tập tục 7 ngày đầu khác nhau. Có một số người sẽ để đèn sáng suốt đêm, đồng thời chuẩn bị sẵn những món mà người chết lúc còn sống thích ăn. Có người thì rắc gạo trên mặt đất. Ngày hôm sau nơi thấy dấu chân thì có nghĩa là người chết đã từng về qua nhà. Cũng có người sẽ tụng kinh cho người chết, giúp họ siêu độ. Và ở Tây Tạng, họ sẽ tụng trùng ấm đắc độ pháp cho người chết. Bởi vì mục đích thật sự của cuốn sách này không phải để giới thiệu thế giới sau khi chết cho người sống. Trên thực tế, nó là một cuốn sách hướng dẫn để đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong trùng ấm đắc độ pháp, liên tục nhắc người đang sống đừng có khóc. Bởi vì khi vãng sinh từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 là một mấu chốt quan trọng. Một khi người chết bỏ lỡ một lần nữa, vậy thì rất có thể họ sẽ mất đi cơ hội tiến về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Căn cứ theo Phật Kinh, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7, người chết sẽ nhìn thấy hình ảnh Đức Phật. Lựa chọn bước vào thì sẽ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bỏ chạy thì sẽ nhìn thấy ánh sáng mờ, và rồi lại một lần nữa đối mặt với quyết định có nên vào hay không. Một khi bước vào thì sẽ rơi vào luân hồi tương ứng. Nếu không lựa chọn thì sẽ tiếp tục bước vào ngày hôm sau. Thời gian đến ngày thứ 8 sau khi chết, lúc này do sự lôi kéo của các loại nghiệp lực khi còn sống, khiến cho đã lỡ mất 7 lần cơ hội để đến cõi cực lạc. Lúc này thì các vị Phật hóa phía trước đã không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là các loại quái vật mặt xanh răng nanh. Ví dụ, hai nộ ca xuất hiện vào ngày thứ 8, không những có 3 đầu 6 tay, mà trên người còn treo đầy đầu người, khiến cho người nhìn thấy sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Và một khi bỏ chạy thật, vậy thì người chết sẽ phát hiện, những quái vật xuất hiện tiếp sau đó sẽ ngày càng khủng khiếp hơn. Ví dụ như kim cương hách nộ ca xuất hiện ngày thứ 9, bảo bộ hách nộ ca xuất hiện ngày thứ 10. Nhưng nếu một trong những lần khi quái vật xuất hiện, người chết có thể không sợ hãi, thản đáng đối diện, vậy thì họ sẽ phát hiện, thời khắc đang đối mặt với quái vật đó, quái vật sẽ liền biến mất trong chớp mắt. Hóa ra, quái vật vừa rồi không có thật, mà là ảo giác sinh ra từ tâm ma trong tâm người chết. Trong trùng ấm đắc độ pháp,
thậm chí còn nói thẳng một cách dứt khoát với người chết rằng: "Các anh cần biết rằng anh giờ đã chết rồi. Cơ thể mà anh nhìn thấy bây giờ đây là một loại cơ thể ý thức biến hóa huyền ảo. Nó không có máu thịt nào cả. Vì thế tất cả bức hại đều không làm anh bị thương. Hơn nữa, người đã chết sẽ không chết lại một lần nữa. Vậy thì còn có điều gì khiến anh sợ hãi được đây? Một khi đã hiểu được đạo lý này thì đều có thể nhìn thấu ra được các loại ảo tưởng đều là đến từ tâm ma của anh. Thì anh sẽ có thể chiến thắng mọi thứ, tiến đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và nếu ở 7 ngày thứ 2 này người chết vẫn tiếp tục bỏ chạy, vậy thì hầu như có thể chắc chắn rằng cơ hội để người chết thành Phật đã trở nên rất mong manh. Và bây giờ chờ đợi họ chỉ còn lại sự lựa chọn của lục đạo luân hồi. Và trong lục đạo luân hồi này bao gồm cả địa ngục đạo." Cho nên căn cứ theo cách nói của kinh Phật, ánh sáng mạnh và quái vật xuất hiện ở 7 ngày đầu tiên và 7 ngày thứ 2 đều là Phật. Chỉ là từ ngày thứ 8 đến ngày 14, người chết sẽ bị tâm ma lừa dối nên mới nhìn Phật thành quái vật. Và cho dù là ánh sáng mạnh hay quái vật, chỉ cần bạn có thể phân biệt ra được dị tượng trước mắt đây chỉ là ảo giác, vậy thì có thể tiến đến cõi cực lạc. Và nếu như không làm được, bắt đầu từ ngày thứ 15, bạn sẽ không còn nhìn thấy thân Phật nào nữa cả, mà sẽ nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau. Những cảnh tượng này đại diện cho những luân hồi khác nhau. Khi chúng xuất hiện, người chết không được tùy tiện lại gần, bởi vì một khi lựa chọn sai lầm, vậy thì kiếp sau sẽ tiến vào ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo. Ở đó, người chết sẽ phải trải nghiệm thế giới còn đau khổ hơn cả nhân đạo. Cho nên khi bạn nhìn thấy hoang mạc cằn cỗi, hoặc đầm lầy không có chút sự sống nào, vậy thì đừng bao giờ đến đó, bởi vì đó là lối vào của cõi ngạ quỷ. Nhìn thấy hang động hay hầm ngầm cũng đừng có chui bừa vào, bởi vì đó chính là lối tắt tiến đến súc sinh đạo. Nhìn thấy ngôi nhà đen trắng kèm theo tiếng gào thét thảm thiết thê lương, bạn càng phải quay đầu, bởi vì đó là nơi địa ngục vô gián. Không chỉ là ba đạo này không được đi đến, thậm chí ngay cả đến thiên đạo và Atula đạo đều không khích lệ tiến vào. Bởi vì căn cứ theo cách nói của Phật giáo, chỉ có trở thành Phật mới thoát khỏi sự giày vò đau khổ của sinh lão bệnh tử, và chỉ có chuyển sinh đến nhân đạo mới có khả năng trở thành Phật sớm nhất. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy cung điện hạnh phúc, xin góp ý đừng có đi, bởi vì đó là thiên đạo. Nhìn thấy rừng rậm tươi đẹp cũng đừng có tùy tiện bước vào, bởi vì đó là Atula đạo. Chúng sinh trong đạo này rất dễ nổi giận, trong khi tức giận đùng đùng không thể học được Phật pháp. Vì vậy trong lục đạo chỉ còn lại nhân đạo là lựa chọn tốt nhất. Do đó, nhận biết cảnh tượng đại diện cho nhân đạo là một việc vô cùng quan trọng. Trong vũ trụ quan của Phật giáo, thế giới của nhân đạo lại có thể được chia thành Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu và Tây Nghiêu Hạ Châu. Và trái đất của chúng ta thì nằm trên Nam Thiểm Bộ Châu. Trong Trung Âm Đắc Độ Pháp có miêu tả, sau ngày thứ 15, nếu nhìn thấy các tòa nhà cao tầng, vậy thì có nghĩa đó là Nam Thiểm Bộ Châu, cũng là khu vực nơi trái đất tồn tại. Chúng ta nên tiến đến ngay tức khắc. Mặc dù trái đất có rất nhiều vấn đề và nghiệp lực, nhưng đồng thời trái đất cũng là nơi linh hồn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhất. Cho nên chúng ta vẫn cần phải nghĩ cách bước vào cảnh tượng tượng trưng cho trái đất. Lúc này nếu nhìn thấy Thiên Nga, vậy thì nhất định đừng có vào, bởi vì Thiên Nga là đại diện cho Đông Thắng Thần Châu. Do thế giới này vô cùng hòa bình, một khi tiến vào sẽ rất khó học tập, bất lợi cho việc thành Phật. Nhìn thấy Châu Ngựa cũng đừng có vào, bởi vì nó đại diện cho Tây Nghiêu Hạ Châu. Người trong thế giới này mặc dù rất giàu có, nhưng trong sự sung túc, con người rất dễ đánh mất chính mình, vì thế cũng đừng tiến vào. Và nếu nhìn thấy những động vật khác ngoài Châu Ngựa, vậy thì cũng chớ có lại gần, bởi vì chúng là đại diện của Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù người chuyển sinh đến Bắc Câu Lô Châu sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng cũng như vậy, điều này không có lợi cho học tập. Trọng điểm là trong bốn thế giới này, chỉ có trái đất có thể nghe được Phật pháp. Vì thế, chỉ có tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu mới là lựa chọn tốt nhất, và cũng có thể gần hơn một bước để thành Phật. Nói tóm lại, Trung Âm Đắc Độ Pháp là hy vọng mọi người tiếp tục được lưu lại trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.